Công hay còn gọi là cuông, Nộc Dung hay Khổng Tước là loài chim thuộc họ trĩ, được tìm thấy trong các khu rừng nhiệt đới ở Đông Nam Á. Chim công là một loài chim quý hiếm và đẹp. Hơn nữa, chúng còn là loài chim có cơ thể dài nhất còn tồn tại. Chúng sở hữu bộ lông mượt mà và cái đuôi dài khi xòe ra trông như chiếc váy lộng lẫy nhiều màu sắc, đan xen rực rỡ. Công trưởng thành ở chim trống có chiều dài cơ thể lên đến từ 1,8 đến 3 mét, trong đó bộ lông đuôi đã chiếm đến hơn nửa tổng chiều dài. Toàn bộ lông đuôi của chim trống có thể lên đến 200 chiếc và phần cuối của mỗi chiếc lông được kết thúc bằng chấm bi màu nâu xanh. Trọng lượng cơ thể có thể đạt từ 8 tới 12 kg, còn chim mái có trọng lượng nhỏ hơn chim trống khá nhiều. Kể cả màu sắc lông cũng không sặc sỡ và đẹp bằng chim trống. Từ cổ cho đến lông ngực của cả hai giới tính đều có màu xanh lá cây và giống như vảy. Trên đầu chúng có một cái mào khá cao, thường hướng về phía trước. Chúng có đôi chân dài và khỏe. Tuy cơ thể to kèm theo bộ lông đuôi đồ sộ, nhưng chúng cũng có khả năng bay khá tốt. Môi trường sống của chúng đa dạng, từ các khu rừng nguyên sinh, thứ sinh, rừng nhiệt đới và đến cả các khu rừng á nhiệt đới và rừng rụng lá. Chúng có thể được tìm thấy ở các nơi như giữa các rừng tre, trên đồng cỏ, thảo nguyên, kể cả vùng đất nông nghiệp. Ở Việt Nam, môi trường sinh sống của chim công là các khu rừng rụng lá gần nước và tránh xa sự xáo trộn của con người. Chúng là loài đi lang thang nhưng không di cư. Chim mái và các chim chưa trưởng thành cùng nhau kiếm ăn, số lượng có thể từ 2 đến 6 cá thể. Thức ăn của chúng bao gồm hoa quả, động vật không sinh sống, bò sát, ếch và các loài gặm nhấm. Ngoài ra, chúng còn có thể săn và ăn cả các loài rắn độc. Sinh sản. Mùa sinh sản thường diễn ra vào khoảng tháng 4 hay tháng 6. Chim trống sẽ trình diễn một vũ điệu rất đẹp. Bộ lông đuôi được xòe ra và rung lắc kèm theo điệu nhảy đơn giản. Tổ được làm khá đơn giản ngay trên mặt đất, nhưng phải khô thoáng và kín đáo. Chim mái đẻ khoảng từ 3 tới 6 quả trứng và được chim mái ấp trong khoảng từ 26 đến 28 ngày. Các chim công non có thể bay sau khoảng 2 tuần sau khi nở, nhưng chúng không rời đi mà sẽ ở lại với chim bố mẹ cho đến mùa sinh sản tiếp theo. Do việc săn bắn cũng như giảm chất lượng môi trường sống, nên loài chim công được cho là đang gặp nguy cấp, có thể đe dọa tuyệt chủng. Cư dân loài công trên toàn thế giới đã giảm nhanh chóng và loài này đã gần như không còn xuất hiện ở nhiều nơi trong quá khứ. Số cá thể trong tự nhiên được tính khoảng từ 5.000 đến 10.000 cá thể vào năm 1995.
Sat in Bowerbird. Có tên khoa học là loài Bowerbird đặc hữu ở phía đông nước Úc. Chim trưởng thành giữa trống và mái có màu lông khá khác biệt. Ở chim trống, bộ lông có màu xanh chàm bóng. Riêng cánh và đuôi có màu đen. Mắt của nó là một màu tím xanh, mỏ màu vàng và chân màu hồng. Chiều dài cơ thể chúng khoảng 32-33 cm, trọng lượng là 173-290 g. Trong khi chim mái chỉ có trọng lượng khoảng 170-258 g. Bộ lông của nó dễ gây nhầm lẫn với các loài chim khác. Toàn thân nó gần như là một màu xanh lam. Phía dưới bụng kèm theo các vệt hình vảy viền đen, trong khi cánh và đuôi có màu nâu. Đặc biệt, nó có đôi mắt màu xanh rất nổi bật. Mỏ có thể là màu đen hoặc vàng. Loài chim này phổ biến trong các khu rừng mưa nhiệt đới ở Australia, từ Nam Queensland đến Victoria. Chúng là loài chim ăn thực vật như hoa quả, lá, hạt và mật hoa. Nhưng trong mùa sinh sản, nhiều loài côn trùng, nhất là bọ cánh cứng, được tìm và thêm vào khẩu phần ăn chay hàng ngày của chúng. Sinh sản. Mùa sinh sản thường diễn ra từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau. Lúc này, các chim trống sẽ xây dựng một túp lều lý tưởng dành riêng cho việc minh chứng tình yêu vô cùng đặc biệt. Một vòng cung được làm bởi các cành cây nhỏ cắm xuống đất, phía trên gần như là giao nhau. Chính giữa chiều một lối vừa đủ để chim có thể chui qua. Và trong lối đi này, chúng sẽ trang bị những vật thể sáng bóng, bao gồm quả mọng, hoa và các vật dụng của con người như bút bi, ống hút, muỗng nhựa. Chúng dường như là ưu tiên cho màu xanh hơn là các màu khác. Khi túp lều được làm xong, các chim mái sẽ đến tham quan. Nếu lúc chim mái tham quan mà có chim trống ở nhà thì chim trống sẽ trình diễn một vũ điệu tán tỉnh, bao gồm các điệu nhảy và tiếng hót. Nếu chim mái thấy vừa lòng, nó sẽ đồng ý cho chim trống thực hiện việc giao phối. Sau khi giao phối, chim mái sẽ một mình đi tìm vị trí thích hợp để làm tổ. Tổ được làm trên các cành cây như các loài chim khác. Tổ có dạng hình cốc, được lót bằng lá xanh hoặc lá khô ở độ cao từ 2-40 m. Chim mái sẽ đẻ khoảng từ 1-3 quả trứng màu nâu kem kèm theo các đốm, nhưng thông thường là 2 quả. Tổ được ngụy trang khá tốt, chim mái sẽ ấp trong 21 ngày. Còn chim trống, sau khi giao phối xong, nó gần như là hết trách nhiệm. Công việc làm tổ và chăm sóc chim non sẽ do một mình chim mái làm. Còn chim trống sẽ túc trực nơi túp lều của mình để tiếp tục trình diễn màn tán tỉnh với các chim mái khác. Các chim non có thể bay khỏi tổ sau khoảng 3 tuần, nhưng chúng vẫn phải phụ thuộc vào chim mẹ thêm khoảng 2 tháng nữa. Cuối cùng, chúng phân tán ra để có cuộc sống độc lập vào đầu tháng 5 hoặc tháng 6.